chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Sau mấy ngày trời mưa tầm tã thì hôm nay trời đã bắt đầu có nắng. Nhân tiện mình đi thăm vườn rau và mình quay cho mọi người cùng xem luôn. Đây là mấy cây hoa hướng dương. Mấy cây này lúc mà nó chưa nở hoa thì cứ mặt trời quay đi đâu là nó quay theo mặt trời. Còn bây giờ thì nở hoa, chắc do cái hoa nó nặng nó quay không nổi nữa nên nó cụp hết xuống rồi. Đợt này đã vào mùa mưa nên mình không có trồng thêm rau gì nữa. Trong vườn có cái cây gì còn sót lại thì mình quay thôi. Mấy bông hoa này hồi mấy bữa đầu ấy nó nở nhìn đẹp hơn, còn bây giờ thì nó cũng hơi già già rồi. Mấy bông này thì trồng trước mấy bông đó chắc khoảng nửa tháng ấy, bây giờ thì cái cánh hoa nó cũng rụng rồi. Mấy cây này đã bắt đầu kết hạt, nhìn cái bông của nó cũng rất là to luôn. Nghĩ mình cân nó chắc cũng phải vài lạng á, rất là nhiều hạt. Giờ thì cái lá của nó cũng hơi vàng vàng rồi. Hạt giống hướng dương này mình mua ở trên mạng ấy. Đây là lần đầu tiên mình trồng hoa hướng dương luôn. Nhìn thấy mấy cái chùm hoa nó ra bự như vậy nhìn rất là thích. Lần đầu tiên được cầm cái bông hoa hướng dương mà ngay trên tay mình nhìn đã ghê á. Rất là bự luôn. Không biết còn bao lâu nữa là mình sẽ thu hoạch được những cái hạt hướng dương này. Bao giờ mà thu được thì có thể là mình sẽ quay video lại. Nhìn cái bông rất là to, còn hơn cả một gang tay của mình luôn. Đợt này vườn mình chỉ còn mấy cây bầu, mấy cây mướp, rồi vài cây đậu bắp, rồi hoa hướng dương đồ, chứ cũng không có gì cây gì cho lắm. Còn đây là mình trồng được 3 chậu. Đây gọi là giống cà chua siêu lùn á. Nhìn cây nó lùn lùn mà nó ra trái rồi. Và mùa mưa này thì mình thấy cái giống này trồng nó vẫn lên tốt này. Còn mình trồng có mấy cây cà chua mà cái dạng giống bình thường mà cao cao ấy thì nó hầu như là nó bị thán thư hết. Trái nó không có được bóng như vậy mà lá nó cũng kiểu đốm đốm ấy. Còn mấy cây cà chua lùn này thì lại sinh trưởng tốt trong mùa mưa này. Còn đây là mấy cây nha đam cũng to và mập rồi, rất là xanh luôn. Mình có trồng sen trong chậu nha đam này vài bụi dâu tây nữa. Nhưng mà giai đoạn này thì không thấy nó ra hoa. Bữa trước thì nó cũng có ra hoa ấy, mà bây giờ thì dâu tây chỉ có chồi với ngó thôi à. Bây giờ nhà mình ngập tràn tía tô luôn. Cái này nó tự mọc từ hạt ấy, xong cái nó lên mình đệ nó, giờ nó to đùng luôn. Lâu lâu mà mình có bị sốt ấy, mình mang về sắt nhỏ ra trộn chung với cháo ăn, giải sốt rất là tốt luôn á. Hiện tại vườn mình cũng không có cây gì nhiều, nên mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Video mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.